Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 2. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 5, bài số 1. Cái hàng ở trên là thừa số, cái hàng ở dưới là thừa số và tích là hàng cuối cùng. Muốn tìm tích thì chúng ta lấy cái hai cái thừa số này nhân nhau. 2 x 5 là bằng 10, 5 x 6 là bằng 30. 2 x cho 7 là 14, 5 x 8 là 40. 2 x 3 là bằng 6. 5 x 9 là bằng 45. Cái hàng ở trên là số bị chia, cái hàng ở dưới là số chia và thương là hàng cuối cùng. Ta lấy 12 ta chia 2 là bằng 6. 15 mà ta chia cho 5 là bằng là 3. 14 ta chia cho 2 là bằng là 7. 30 ta chia 5 là bằng là 6. 8 ta chia cho 2 là bằng là 4. 10 mà ta chia cho 5 là bằng là 2. Bài số 2. Bà có 20 vỏ vải, bà chia đều cho hai cháu. Hỏi mỗi cháu được bao nhiêu vỏ vải? Thì ta lấy 20 ta chia cho 2. Số vỏ vải mỗi cháu được là số vỏ vải mỗi cháu được là 20 ta chia cho 2 là bằng là 10 quả vải. Đáp số 10 quả vải. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. 12 mà ta chia cho 2 là bằng là 6. 6 cộng 7 là bằng 13. 5 x 5 là 25. 25 mà ta trừ cho 6 là bằng là 19. Chúng ta qua bài số 4. 4 chia cho 2 rồi ta nhân cho 6 là bằng 12. Có nghĩa ta lấy 4 này, ta chia cho 2. 4 chia 2 là bằng là 2. 2 ta nhân 6 là bằng 12. Rồi ta lấy 5 ta nhân cho 4 là bằng là 20. 20 ta chia cho 2 là bằng 10. 5 nhân 1 là bằng là 5. 5 nhân cho 2 là bằng là 10. 10 ta chia cho 2 là bằng là 5. 5 nhân 7 là 35. 40 mà ta chia cho 5 là bằng là 8. 8 chia 2 là bằng là 4. 2 x 6 là bằng 12. 5 x 3 là 15. 12 bé hơn 15. 2 x 5 là bằng 10. 5 x 2 là bằng 10. Hai bên là bằng nhau. 18 ta chia cho 2 là bằng là 9. 40 mà ta chia cho 5 là bằng là 8. 9 lớn hơn 8. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.